Xin chào các bạn. Trong khoảng thời gian từ nửa đầu tháng 2 âm lịch, chúng tôi thường đi tìm những cây ô môi mọc cặp ở hai bên bờ sông. Nhìn từ xa, các nhánh ô môi với hoa có màu hồng phấn trông như những bông hoa anh đào đang nở. Trái ô môi dài khi chín có màu đen, được treo trên cây như những chiếc sừng. Lúc đó, chúng tôi sẽ hái một vài trái rồi mang về để ăn. Trái ô môi dù chín nhưng lại cứng như một thanh cây. Chúng ta sẽ dùng dao chặt ra thành từng đoạn ngắn, rồi róc hết phần vỏ ngoài để có được khoảng trống ở cả hai bên như bạn thấy. Tiếp theo, tôi sẽ làm sẹo nó vài lần để có thể tách một đường gân phía trên ra. Bây giờ bạn có thể thưởng thức từng mảnh ô môi chín trên tay. Chúng ta chỉ ăn lớp nhựa đen bám trên mảnh và loại bỏ phần hạt đi. Ô môi khi ăn có vị ngọt đậm với mùi thơm rất đặc trưng, không giống với bất kỳ hương vị của trái cây nào. Hồi đó chúng tôi rất thích ăn loại trái này và khi tìm được ô môi chín là róc trái ra để ăn ngay sau đó. Khi đã ăn hết những miếng ô môi, chúng tôi sẽ vào nhà lấy một cái rổ đi hái những lá xương sâm mọc trên hàng rào. Lá xương sâm được nhiều người sử dụng để làm đồ uống dạng hạt giống như xương sá vậy. Khi đã có được nhiều lá, ta sẽ đem tất cả đi rửa cho sạch. Sau đó cho vào một cái thau, thêm khoảng 300ml nước, rồi dùng tay vò các lá xương sâm này để nhựa của chúng được tan vào trong nước. Khi đã vò hết các lá trong thau, chúng ta thu được một hỗn hợp có màu xanh và khá đậm đặc. Bạn sử dụng một cái rây, lược lấy phần nước này vào một cái tô, rồi để yên trong khoảng 30 phút. Sau một thời gian, hỗn hợp đã tự đông lại, trông nó giống như thịt rau câu nhưng hơi mềm một chút. Lúc này bạn chỉ việc cắt khối xương sâm ra thành từng khối nhỏ, thêm một ít đường và đá viên vào là có thể thưởng thức món sâm mát lạnh trong những ngày hè nắng nóng. Vào những buổi chiều trời dịu nắng, chúng tôi thường ra đồng tìm những cây phèn đen đang vào mùa trái chín. Trên bờ ruộng dọc theo con mương có nhiều bụi phèn đen với rất nhiều trái, trông chúng như những chấm đen nằm lẫn trong nền xanh của các lá cây. Trái chín có màu đen xanh, mọc thành hàng bên dưới những tán lá. Trái phèn đen mềm, nếu ép ra sẽ thấy có một ít nước màu tím hơi đỏ. Bên trong là những hạt màu xanh lá. Trái này khi ăn có vị ngọt và hơi chát nhẹ. Có lúc chúng tôi tìm hái thật nhiều trái chín để ăn, hoặc mang vào nhà, ép lấy nước ra làm mực, rồi dùng cọ thấm mực này vẽ chơi lên giấy giống như một họa sĩ vậy. Lúc đang chơi vẽ mực trên giấy, tôi chợt nhớ trong vườn có bụi mía đã lớn, với nhiều cây cao hơn 1 mét và có thể ăn được. Chúng ta sẽ chặt lấy một cây, gọt hết vỏ xung quanh của nó đi. Sau đó cắt lóng mía ra thành những đoạn ngắn có chiều dài khoảng 3cm, rồi chẻ nó ra làm hai để có được nhiều đoạn nhỏ như thế. Bây giờ ta sẽ cho chúng vào một túi ni lông, buộc chặt lại, rồi lấy vài viên nước đá đặt lên trên để ướp lạnh chúng. Lúc này tôi sẽ chuẩn bị một chén muối ớt vừa cay để ăn mía. Sau một thời gian mía đã lạnh hơn, ta sẽ lấy chúng ra và chấm vào muối ớt để ăn. Mía ngọt lạnh, có vị mặn của muối, một chút vị cay cay của ớt, tạo nên cảm giác khá thú vị. Khi đang chơi trong vườn, chúng tôi nhìn thấy những cây đậu đen đang có trái. Những trái đậu đen đã già với những hạt bên trong tạo các nốt nhô ra bên ngoài như bạn thấy. Tôi sẽ hái những trái đậu này rồi đem vào nhà, tận dụng bếp lửa đang nấu ấm nước của cha để nướng đậu. Ta sẽ lấy những cây củi đang cháy ra, chỉ để lại phần than đỏ. Sau đó cho đậu vào nướng. Khi nướng một lúc, bạn nhớ trở bề lại để tránh làm chúng bị khét, rồi chờ một lúc là có thể ăn được. Đậu đen già khi nướng ăn sẽ rất ngon, có mùi thơm của đậu rất rõ. Nhưng nướng đậu sẽ khó hơn vì lớp vỏ rất dễ bị khét. Có khi chúng tôi lại cho đậu vào nồi cơm để hấp. Sau khoảng một lúc là có thể lấy ra để ăn ngay sau đó. Khi đã ăn hết những trái đậu già, chúng tôi sẽ lấy một cái thau rồi ra vườn tìm những trái đậu đã khô để hái. Đây là quá trình thu hoạch chính của việc trồng đậu. Vì trái khô sẽ có những hạt đậu cứng giống như những hạt đậu được bày bán ở chợ, ta sẽ hái hết những trái khô như thế trên cây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một bóng mát gần đó để ngồi tách đậu ra. Đậu khô rất dễ tách vỏ, chỉ cần tách nhẹ ở một đầu và xé ra là có thể tách được hết các hạt đậu ra khỏi trái. Việc tách đậu này khá vui và chúng tôi rất thích được làm lúc còn nhỏ. Sau một thời gian tách vỏ, chúng ta thu được một lượng đậu nhất định. Tôi sẽ mang tất cả vào nhà, cho đậu vào một cái sàng để phơi khô. Khi những hạt đậu đã khô, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 200g, đem vo cho sạch. Đồng thời loại bỏ những hạt bị mọt và sâu đang nổi trên mặt nước đi để giúp đậu được ngon hơn. Tiếp theo, ta sẽ cho vào 1,5 lít nước, bắt lên bếp và nấu cho đến khi đậu được chín mềm. Trong lúc chờ đậu chín, tôi lấy khoảng 100g bột khoai, rửa lại cho sạch, rồi cho vào nồi nước đang sôi và luộc trong thời gian chừng 15 phút. Khi bột khoai đã trong lại, ta sẽ cho tất cả ra thao nước lạnh để chúng không bị dính với nhau. Sau một thời gian nấu, đậu đã được chín mềm. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 200g đường cát và khuấy nhẹ cho đường được tan hoàn toàn. Sau đó cho lượng bột khoai đã được luộc chín vào, trộn đều chúng lên rồi nhấc tất cả ra khỏi bếp. Lúc này tôi lấy khoảng 300ml nước cốt dừa, 40g đường, một ít muối,
bạn có thể thêm một lượng nhỏ bột năng vào để nước cốt được sánh hơn. Ta sẽ đun cho chúng sôi nhẹ lên một chút rồi cho tất cả ra một cái tô. Bây giờ chúng ta sẽ múc phần đậu đen ra chén, thêm khoảng một muỗng nước cốt dừa vào, rắc một ít đậu phộng lên là có thể thưởng thức ngay được. Chè đậu đen có vị ngon của đậu và vị béo của nước cốt dừa, khi ăn lại rất ngọt. Nếu bạn thích ăn lạnh, chúng ta sẽ thêm một ít nước đá vào, rồi trộn đều lên để ăn cũng rất hấp dẫn.